Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới đây, và một trong những quy định nhận được sự quan tâm nhiều nhất của giới đầu tư chính là việc bảo lãnh bất động sản hình thành trong tương lai. Trước thềm luật đi vào hiệu lực thì các doanh nghiệp đón nhận điều này thế nào và đã chuẩn bị ra sao? Chúng tôi có thu thập một số ý kiến từ các doanh nghiệp và ngân hàng về vấn đề này. Mời quý vị theo dõi sau đây. Điều 56 của Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện bảo lãnh đối với bất động sản được hình thành trong tương lai. Theo đó, khách mua nhà sẽ được một ngân hàng bảo lãnh về khoản tiền đã đóng cho chủ đầu tư. Để nếu dự án vì một lý do nào đó không thực hiện được, khách hàng sẽ được bồi hoàn số tiền đã chi trả. Quy định này đứng về phía quyền lợi của khách hàng, nhưng đồng thời cũng đặt ra cho giới đầu tư nhiều thách thức khi họ phải trả thêm một khoản chi phí để thực hiện bảo lãnh và tìm ngân hàng đồng ý bảo lãnh cho dự án. Điều này không đơn giản bởi vì các ngân hàng luôn tỏ ra thận trọng khi nhận bảo lãnh cho một dự án bất động sản. Đối với các ngân hàng thì họ cũng rất là kỹ lưỡng khi mà họ thẩm định các cái đơn vị phát triển bất động sản để mà họ thực hiện bảo lãnh cho các đơn vị này. Tiêu chí thì mình phải dựa vào cái năng lực tài chính của khách hàng, cũng như là mình dựa vào cái năng lực triển khai dự án, là cái đó là quan trọng nhất. Tại vì có nhiều khách hàng ấy, cũng các cái chủ đầu tư cũng làm các dự án nhưng mà cái về năng lực triển khai thì họ kém, hoặc là họ quản lý không có hiệu quả, thì mình bảo lãnh cái đó cho khách hàng rất là rủi ro. Có một thực tế là không phải doanh nghiệp nào, dự án nào cũng dễ dàng tìm được một ngân hàng nhận đứng ra bảo lãnh. Quy định mới có thể sẽ là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp còn non trẻ, chưa tạo được uy tín trên thị trường. Và như vậy, có thể dự án của họ sẽ khó lòng triển khai được. Tuy nhiên, theo đại diện VB Bank, mỗi ngân hàng có một tiêu chí khác nhau, nên các chủ đầu tư vẫn có nhiều lựa chọn. Mỗi ngân hàng nó có cái tiêu chí khác nhau. Hiện nay có rất là nhiều ngân hàng để tham gia cái vấn đề này. Do đó thì có khả năng là VB Bank chúng tôi không lựa chọn khách hàng này, nhưng có khả năng ông khách hàng này ông qua một cái bank khác thì bank khác người ta bảo lãnh. Khảo sát ý kiến của một số doanh nghiệp bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp đều cho biết sẵn sàng thực hiện quy định bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai. Tập đoàn Novaland là một trong những đơn vị tiên phong khi hợp tác với ngân hàng VB Bank bảo lãnh cho người mua nhà, áp dụng trước tiên cho dự án The Sun Avenue tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Còn đại diện công ty Hưng Thịnh Land khẳng định sẽ tuân thủ quy định mới và đang chờ hướng dẫn cụ thể. Thật ra chúng tôi là doanh nghiệp thì hoạt động về lĩnh vực bất động sản thì chúng tôi luôn luôn tuân thủ những cái quy định của pháp luật thôi, nhưng mà chúng tôi đang chờ chính thức, và khi đó có những cái thông tin hướng dẫn cụ thể thì chúng tôi cũng sẽ trao đổi với ngân hàng để làm sao cho các cái việc đó nó thuận lợi và về cho khách hàng họ an tâm hơn. Bên cạnh việc tìm ngân hàng đứng ra bảo lãnh, các chủ đầu tư còn phải trả thêm chi phí cho việc bảo lãnh. Đây là một trong những lý do khiến nhiều người e ngại rằng chi phí cộng thêm này sẽ đội giá thành sản phẩm lên mà khách hàng là người gánh chịu cuối cùng. Tuy nhiên, các chủ đầu tư đều cam kết không tăng giá bán sản phẩm. Khi mà thực hiện bảo lãnh của ngân hàng thì các anh chị biết là chúng ta sẽ phải thêm những cái khoản phí về thẩm định, về phí bảo lãnh. Tuy nhiên, đối với việc này, Novaland xem nó như là một phần chi phí phát triển dự án của mình. Cho nên là Novaland sẽ không có tính cái phí này vào trong giá thành cho khách hàng. Mình nghĩ là nó không ảnh hưởng tới về mặt giá thành thay đổi hay là những cái lợi dụng những vấn đề đó để kích giá lên. Mình nghĩ là vấn đề đó không có. Như vậy là thêm một khoản chi phí mới mà giá bán không đổi. Vậy bài toán đặt ra là doanh nghiệp phải làm thế nào để quy định không làm ảnh hưởng đến lợi nhuận. Đối với Novaland, giải pháp là cơ cấu lại giá thành và tăng cường kiểm soát chi phí. Hưởng ứng theo cái nghị quyết 02 của chính phủ, chúng tôi cấu trúc lại doanh nghiệp, chúng tôi cơ cấu lại sản phẩm, cơ cấu lại giá thành. Với cái việc tăng cái phí bảo lãnh như thế này thì việc duy nhất của chúng tôi phải làm đó là phải kiểm soát giá thành thật là tốt để đảm bảo ra một cái giá tốt nhất cho thị trường và khách hàng chấp nhận được. Với góc nhìn của một chuyên gia thị trường, ông Mark Towson, tổng giám đốc công ty CBRE cho rằng còn quá sớm để nói rằng giá bất động sản sẽ tăng lên do quy định này. Còn quá sớm để nói xem liệu giá bất động sản có tăng lên hay không. Nhưng tôi cho rằng điều này chắc chắn sẽ khiến cho thị trường trở nên cạnh tranh hơn. Nhận định thị trường sau ngày 1 tháng 7, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều áp lực về vốn. Vì thế rất cần sự hỗ trợ của ngân hàng cũng như chính sách thông thoáng hơn. Như vậy chúng ta lại thấy là thêm một cái chi phí nữa, đó là cái chi phí hoàn toàn mới, là chi phí bảo lãnh bất động sản hình thành trong tương lai. Thì tất cả điều này tăng thêm cái áp lực lên trên doanh nghiệp rất là lớn về cái dòng chảy tài chính, và các doanh nghiệp cũng rất cần phải
có một cái nguồn tín dụng của ngân hàng để giải quyết cái nhu cầu kinh doanh của mình. Còn nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai quy định bảo lãnh bất động sản hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, với tinh thần hợp tác của các doanh nghiệp, các dự án trong thời gian tới sẽ khả thi hơn và người mua nhà sẽ an tâm hơn khi được luật pháp bảo vệ.